Rồi, xin chào tất cả các em học sinh lớp 8. Như vậy, trong clip trước, thầy đã xuất bản cho các em ở bài số 10. Đó chính là chia đơn thức cho đơn thức. Bây giờ, chúng ta sẽ học bài 11 là chia đa thức cho đơn thức. Ok, chúng ta sẽ đi sang phần 1 quy tắc nhé. Ta đi sang chấm hỏi 1. Cho đơn thức 3xy mũ 2. Hãy viết một đa thức có các hạng tử đều chia hết cho 3x y mũ 2. Nghĩa là như này, chúng ta cần phải viết một cái đa thức. Đa thức nghĩa là có nhiều cái đơn thức cộng lại. Ví dụ đây, người ta trong sách giáo khoa người ta đã viết đây, 1, 2, 3 đơn thức này sẽ tạo thành một đa thức. Và các hạng tử này nó sẽ chia hết cho 3x y mũ 2. Được không nào? Chia các hạng tử của đa thức đó cho x y mũ 2. Rồi, chúng ta thực hiện này. Lấy cái hạng tử thứ nhất chia cho cái đơn thức này, hạng tử thứ hai chia đơn thức này, và hạng tử thứ ba này chia đơn thức này. Còn về dấu, đây dấu cộng thì người ta ghi đây dấu cộng này, ở đây dấu trừ thì đáng lẽ người ta sẽ ghi dấu trừ, nhưng người ta lại sợ các em không biết cách đổi dấu nên người ta giữa các dấu ngoặc, giữa các cái nhóm người ta lại viết là dấu cộng, và cái dấu trừ này người ta đưa vào ở trong ngoặc này luôn. Thì khi đó chia đa thức thì nó sẽ trở nên thành chia đơn thức thôi. Đây, đa mà thành đơn này. Đó, thấy chưa? Sau đó chúng ta cộng lại là xong. Được chưa? Nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Như vậy thì người ta đã ra cái ví dụ và người ta đã giải và thầy hướng dẫn thôi nha. Quy tắc này. Muốn chia đa thức A cho đa thức B, trường hợp các hạng tử của đa thức A đều chia hết. Đều chia hết nghĩa là về hệ số kể cả về biến luôn em. Ta chia mỗi hạng tử của A cho B rồi cộng các kết quả lại với nhau. Thì nó thực sự các em cho những cái bài như bài 10 và bài 11 thì nó quá ư là dễ, theo thầy là như vậy. Rồi, chúng ta đi sang phần tiếp theo nha. Rồi, thực hiện phép tính. Người ta cho ví dụ nè. Không? 1, 2, 3 cái đơn thức tạo thành một đa thức. Trong cái ngoặc này chia cho cái đơn thức này thì chúng ta lấy từng cái hạng tử này, chúng ta lần lượt chúng ta chia cho anh này. Lấy cái này chia này, thấy chưa? Đây. Lấy cái này chia này, đây. Dấu trừ này nên viết vào đây và chính giữa các dấu ngoặc là dấu cộng. Lưu ý những một số chỗ đó. Còn việc chia thì hệ số chia theo hệ số, biến theo biến, rồi thầy sẽ nói một xíu này. Ví dụ ở trong cái ngoặc này, hai đa thức này hoàn thành loại hai cái đơn thức này chia với nhau thì chúng ta lấy 30 chia 5 thì được 6 này. X mũ 4 chia x mũ 2, lấy 4 trừ 2 này ra được x mũ 2 nè. Y mũ 3 chia y mũ 3 thì bằng 1, thì ngay đây 1 thì không cần ghi ha. Tiếp tục, cộng với trừ để thành trừ nè. 25 chia 5 thì được 5 nè. Ở đây cái biến nó giống nhau thì chắc chắn bằng 1 rồi, nên 1 này không cần ghi ha. Cộng với trừ để thành trừ nè. 3 chia 5 không hết, cứ ghi lại 3 phần 5 thôi ha. X mũ 4 chia x mũ 2 thì ra được x mũ 2. Y mũ 4 chia y mũ 3 thì ra được y, nghĩa là y mũ 1 đó em. Ok. Rồi. Làm rẹt rẹt những cái phần này cái em không biết ấy, vào cái bài số 10 ấy, xem lại là những cái phần này thầy nói với em nha. Quá ư là dễ hiểu. Rồi chúng ta đi sang phần 2 áp dụng nha. Phần 2 áp dụng. Chấm hỏi 2. Khi thực hiện phép chia, bạn Hoa viết, em hãy nhận xét bạn Hoa dạy đúng hay sai. Coi thế nào, 1, 2, 3 đúng không, chia đây. Nghĩa là ở đây bạn thực hiện đặt chung ra trước em ạ. Bạn sẽ đặt cái âm 4x mũ 2 ra chung. Thì ở đây âm 4x mũ 2 ra chung thì ở trong đây nó sẽ còn lại là âm x mũ 2 thì đúng rồi nè. Âm dương rồi ra đây đúng rồi. Cái này bạn đặt âm 4x mũ 2 ra thì trong đây còn lại là 2y mũ 2 đúng rồi nè. Để cộng thường trừ đúng rồi, đặt 4 ra bên ngoài thì còn lại 3 đúng rồi, x mũ 2 thì còn rồi, bạn làm đúng cái này. Tiếp tục như vậy thì bạn chia cái này, bạn chia cái này thì nghĩa là bạn lấy cái này này, nghĩa là như này là cái này. Ở trong sách này người ta lại bỏ một bước này. Cái này là biến đổi thành đây đúng không? Thì thầy sẽ viết lại. Thì bạn đặt ra chung là thầy kiểm tra là đúng rồi á. Rồi. Cái này chia cái này thì chứng tỏ cái này là chia này.
Đó. Mà các em thấy cái này chia cái này thì bằng 1 đúng rồi, như vậy kết quả là đây. Âm x mũ 2 cộng 2 y mũ 2 trừ 3 x mũ 3 y, đúng rồi đấy. Còn không á, chúng ta không làm như vậy thì chúng ta cũng viết cái này chia cái đây, cái này chia cái đây và cái này chia cái đây thì kết quả nó cũng ra như thế này. Đúng. Bạn Hoa làm đúng nhé. Được chưa? Ok chưa nào? Rồi, chúng ta sẽ làm phần câu B nha. Rồi. Câu B. Làm tính chia thì ở đây á, thầy sẽ không làm kiểu như bảng hoa đâu, mà thầy sẽ làm cứ lắc cái này, chia này, đây chia đây và đây chia đây nha. Đề thầy sẽ không viết mà thầy sẽ làm luôn. Câu này, cái tay thầy này dính mực, em thấy không? Bằng ứ ngoặc này các em ha, 20 x mũ 4 y này chia 5 x mũ 2 y này, chính giữa các ngoặc dấu cộng này, cái anh này trừ thì cứ đưa vào đi ha. Rồi rồi ok, cộng cái này trừ 3 x mũ 2 y chia cho 5 x mũ 2 y. Rồi bằng tiếp. Giờ chúng ta thực hiện trong ngoặc này thôi. 20 chia 5 được 4, cứ làm từ từ như vậy. X mũ 4 mà chia x mũ 2 thì còn x mũ 2. Y chia y hết rồi, xong. Vậy hết mà bằng 1 ấy, ngay đây đáng lẽ nhân 1 mà không cần nhân này. Cộng với trừ thành trừ ở đây cái đã. 25 chia 5 thì được 5. X mũ 2 chia x mũ 2 bằng 1, vứt. Y mũ 2 chia cho y. Y đây y mũ 1, mũ 2, 2 trừ 1 là còn 1 nhưng mà đây là y này. Cộng nhân trừ thì trừ này. 3 chia 5 không hết, cứ ghi 3 phần 5 đi. Chứ đừng có ghi số thập phân thằng em. X mũ 2, cái góc này giống nhau này. Rồi xong rồi đó, bằng 1 á. Ok, cùng dơ. Xong chưa, hiểu không? Giờ qua phần bài tập nha. Rồi chúng ta sẽ đi sang phần bài tập, bài số 3. Không làm tính chia, hãy xét xem đa thức A có chia hết cho đơn thức B không. A đây, không làm tính chia thằng em ạ. Như vậy thì chúng ta sẽ xét từng cái đơn thức trong cái đa thức đây. Chúng ta xét thử nè. 15 x y mũ 2 có chia hết cái anh này không? Y mũ 2 chia hết đây rồi. 15 phần 6 chắc chắn đây hết đúng không? Cái này. Y mũ 3 mà đây y mũ 2 chắc chắn chia hết rồi, 17 phần 6 rồi. Y mũ 2 chia hết y mũ 2. 18 chia cho 6 này cũng hết đúng không? Như vậy thì ở đây chúng ta chắc chắn là chia hết đúng không? Như vậy chúng ta kết luận là đa thức A chia hết cho đơn thức B vì các hạng tử của đa thức A đều chia hết ha cho đơn thức B. Đó, chúng ta chỉ kết luận như vậy thôi. Tại vì ở đây người ta không yêu cầu chúng ta đặt tính chia nên chúng ta chỉ có thể kết luận như vậy thôi ha. Rồi chúng ta đi sang bài 63 nha. À thầy loại số 4 đó. Rồi số 4 chúng ta làm tính chia ha. Câu A. Ở đây thầy sẽ không viết đề nha, mà thầy sẽ làm luôn nha. Đề chúng ta tự viết lại nha. Bằng này. Ta lấy cái này chia này ha, cứ cho vào ngoặc đi các em. Thầy làm rất chậm để chúng ta hiểu. Thầy mà làm nhanh, chính giữa các ngoặc là dấu cộng ha. Cộng luôn các em ha. À 4x mũ 3 cứ để vô đây. Ok chưa? Bằng âm 2 chia 2 thì bằng âm 1 thì ra được âm này. X mũ 5 chia x mũ 2 là x mũ 3 này. Đây cộng này, 3 phần 2 ha. X mũ 2 chia x mũ 2 thì bằng 1 không cần ghi. Cộng với trừ đây thành trừ này, 4 chia 2 được 2 này. X mũ 3 chia x mũ 2 là còn x. Đó, đó chính là kết quả của câu A. Được chưa? Đi sang câu B nha. Nhanh không nào? Rồi câu B thì để chúng ta sẽ viết tự viết lại thầy nha. Thầy làm bước đầu tiên này. Thầy cùng lấy x mũ 3 chia cho âm 1 phần 2 x ha.
Như vậy ở đây thì cho ngọt tròn này, ở đây là ngọt vuông ha. Cộng này. Âm 2x mũ 2y chia cho âm 1/2x làm như này chắc nhất các em ạ. 3x y mũ 2 chia cho âm 1/2x. Rồi bằng. Ra kết quả luôn các em nè, nhìn nè. 1 mà chia cho âm 1/2, chia thì nhân nghịch đảo, nghĩa là nhân cho âm 2, nghĩa là ra đây là âm 2 này. Hạt kem bấm trong thầy máy tính là 1 chia cho âm 1/2 đó, thì nó sẽ ra âm 2 đó. X mũ 3 chia x thì bằng x mũ 2. Cộng với trừ thì thành trừ, nhưng mà ở đây các em thấy này, trừ với chia cho trừ này. Trừ chia cho trừ thì ra cộng, nhưng mà chỗ đây sẽ là cộng chứ không phải là trừ nha các em. 2 chia cho 1/2 thì nhân nghịch đảo lên là bằng 4 này. X mũ 2 chia x còn x này, y chia cho 1 thì bằng y này. Được chưa? Cộng nhân trừ đi thành trừ này. 3 chia cho 1/2 là bằng 6 này. X chỉ x hết rồi, còn là y mũ 2 này. Đây chính là kết quả cuối cùng ạ. Cứ làm chậm chậm từ 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 vậy các em ạ. Cái phần này làm nhanh là sai á. Sai về dấu, sai về hệ số và sai về biến đấy. Chúng ta đi sang câu C nha. Rồi chúng ta có câu C. Các em đề các em tự viết đó. Thầy viết đầu tiên 3x mũ 2 y mũ 2 chia cho 3x y cộng 6x mũ 2 y mũ 3 chia cho 3x y cộng âm 12x y chia cho 3x y bằng tiếp. 3 chia 3 thì được mấy? 1 x mũ 2 chia x còn x y mũ 2 chia y thì còn y. Ha, cộng 6 chia 3 được 2, x mũ 2 chia cho x là còn x, y mũ 3 chia cho y còn y mũ 2. Cộng với trừ thành trừ, 12 chia 3 được 4. Đúng không? Như vậy x y chia x y hết. Rồi, như vậy nó ra như vậy thôi. Chúng ta đi sang bài tiếp theo nha, 65 nha. Rồi, chúng ta có bài 65. Này, các em để ý này, người ta gợi ý là đặt x trừ y bằng z nhưng không cần thiết cũng được em. Ở đây các em thấy x trừ y mũ 4, x trừ y mũ 3, x trừ y mũ 2, mà ở đây là y trừ x mũ 2. Chúng ta ước gì trở thành là x trừ y mũ 2 đúng không nào? Nhưng mà y trừ x mũ 2 này á, thì nó lại bằng x trừ y mũ 2 nha em. Cái này được. Trong công thức hôm trước hàng đẳng thức thầy đã chứng minh rồi, nên bây giờ thầy sẽ ghi lại một bước đầu tiên này, khỏi cần đặt cái kia đi các em, làm luôn. 4 này. 3 này. Ở đây thầy sẽ quay lại trở thành x trừ y mũ 2 nhé. Thầy chia luôn cho em nha, không viết nha. Lấy 3 chia 1 là được 3 này. Mũ 4 ở đây mũ 2 thì nó sẽ còn lại mũ 2. Được chưa? Cộng này, 2 chia 1 được 2 này. Mũ 3 chia mũ 2 thì còn mũ 1. Mũ 1 ở đây không cần viết này. Trừ 5 này. Cái này chia này hết rồi. Như vậy thì kết quả nó nhanh như thế này thôi các em ạ. Nhìn thì có vẻ dài dòng mà rắc rối như vậy, nhưng mà chúng ta cũng không nên thổi phồng cái vấn đề nó lên, nó to tát rồi làm loạn ngầu lên, đặt Z rồi tùm lum lên sai ạ. Rồi chúng ta đi sang bài cuối cùng là 66 nhé. Bài 66. Ai đúng ai sai. Khi giải bài tập, xét xem cái đa thức A là đây 5x mũ 4 trừ 4x mũ 3 cộng 6x mũ 2 y có chia hết cho đơn thức B của chúng ta đây là 2x mũ 2 không? Hà là trả lời A không chia hết cho B vì 5 không chia hết cho 2. Quang trả lời, Quang là tên của thầy đấy, A chia hết cho B vì mọi hạng tử của A đều chia hết cho B. Cho ý kiến của em về lời giải của hai bạn. Như vậy thì theo em là bạn đã trả lời đúng. Bạn Quang đã trả lời đúng này. Thầy trả lời đúng này. Đúng không nào? Hà trả lời sai vì. Vì sao? Vì không phải là chúng ta xét 5 chia hết cho 2 hay không, mà quan trọng cái biến của nó các em ạ. Như vậy cái biến ở đây là A x mũ 4 chia hết này, x mũ 3 chia hết này. Trong đây là x mũ 2 chia hết này. Còn phần hệ số thì
chúng ta viết trở thành 5 phần 2 thôi chứ không cần phải ra số tập phân, hiểu chưa? Như vậy thì ở đây chúng ta kết luận là gì nào? Hà trả lời sai, đúng, sai. Vì 5 chia 2 là phần hệ số, đúng nào? Như vậy thì các cái hạng tử của đa thức A như thế nào? Điều chia hết cho đơn cực B, có đúng nào? Như vậy thì bạn đã trả lời đúng. Quang trả lời đúng, thầy Quang đấy. Quang là tên của thầy đấy. Ok rồi, bây giờ đã hiểu chưa? Ok nhá. Như vậy thì nếu các em thấy hay dễ hiểu giúp thầy chia sẻ nhé, và click quảng cáo. Và nếu như có điều kiện thì đăng ký vào cái khóa học online sách bài tập hóa 8 và chuyên đề nâng cao hóa 8 nhé. Rồi, xin cảm ơn các em đã theo dõi hết clip của thầy. Thầy sẽ tiếp tục ra phần bài 12 cho các em nhé. Ok.